như vậy thôi Dạ. đó, mình là cũng không biết đó. Rồi lúc đó thì ổng nó không phải con ổng, rồi bây giờ ổng nó con ổng mà mình đâu có biết Mà được. lần lần ổng nói với cô Sáu là không phải con ổng, hay là ổng nói với người ta sao? Ổng thì ổng cũng nói phanh phanh như người ta nói lại gì đó. Dạ. Ừ Ổng nói là không phải con ừ rồi ổng nói mới dẫn đây mà con cái nổi gì, rồi nói ổng cũng già rồi, ổng. rồi thôi bây giờ thì thay lại, thì bây giờ thì cá trong lợp thì cá mình đi, cái Dạ. mẹ nó đi, phải không? Bây mình nói dòng cho cũng Thì đầu tiên Thanh Trúc xin chào cô chú và anh chị đang xem kênh. Thì bữa nay lại kiếm ông U60 mà không gặp. Thì bà Sáu ở gần nhà của ông U60 nè quý anh chị. Bà hổm ngày ông U60 đi không về nhà hả cô Sáu? không, ông không có về nhà chứ Ông bỏ nhà luôn hay sao? biết đâu, ông có bỏ hồng gì biết đâu, bây giờ ông đi biển biệt rồi. Mấy bữa nay ông có về nhà không sao? Ông có về hôm qua ngày kia chứ, Dạ. ông mới đi hôm qua. Yeah. Là dạo này bả đi rồi là ổng đi bỏ nhà hoài hả cô Ừ, Sáu? bây giờ ông đi hoài, bà đi giờ ông đi hoài nói chứ ông cũng buồn sao khỏi buồn, có Yeah. dọn vợ đi mà cũng phải buồn. Con có nghe nó nói là trong bệnh viện chị Hiền nhắc ổng hoài à, nhắc nhắc ông 60 á, U60 á. Cục đâu hoài. Thì cũng thằng cháu con mà xu kế bên nè, Cũng nó cũng nói nói nữa, nó là bị nó bắt tôi quy đó, nó coi nó hả? trời ơi bắt sao gì đâu mà bà Hiền này bà mê ổng quá trời không biết. Đâu có bỏ được ha. Ừ, vậy đâu mà nhắc ông cụt. Rồi mấy người đó nó gạt cụt đi thôi, cụt đâu có đó, không cụt có ngoài. Rồi ghi cũng nói gạt đấy, cụt nó chết rồi, không cụt nó còn sống. Bà cũng thấy tội. Ổng dạo này sao thấy ổng mà còn nhậu không nhiều không sao? Biết đâu nói giờ nhậu không nhậu gì á, ổng bây giờ có thể thì cô cũng nói ổng. Nói thôi cậu đừng có nhậu nữa, bây giờ cậu làm được từ đầu đi, bây giờ đặt tiêu bả về, cậu với bả còn duyên còn nợ thì sắp ở, rồi cậu đừng có nhậu nhậu bây giờ, cho bả nhậu quá nó cũng không ích lợi gì. Ông nói rồi, chị nói gì tôi biết rồi, chắc họ bỏ rồi không có cho nhậu nữa. Có ở bên phía Ừ. bên bên vợ nữa là có nghe cô Sáu có nghe nữa là không có cho ở chung với ổng nữa không, tách ra luôn không, Thì nghe nó phanh phanh gì mình cũng không nghe dám nó gặp. nghe nó là không cho ở với ổng nữa đó. Ừ, thì cũng nghe như vậy nó phanh À. phanh, mình cũng không gặp luôn, cũng không có, thì thằng Tuấn em mình không có tiếp xúc Yeah. với nó nên là mình cũng không gặp nữa. Con có nghe nói là không có, nói chung là chị Hiền về là không cho hai người sống chung đó. Ừ, thì cũng nghe nói vậy thôi. Thì theo cái điều đó là cô Sáu thấy tội không? Thì Tội cho ổng không? thấy ra thì cũng tội, mà thấy tội á, thì bây giờ như con hoàn cảnh của con, như là vợ con mình gả về người ta đánh đập quá nó ngay chịu của ông Cũng đúng nội, đúng. rồi bà này nó ngay bán hơi khùng nữa, nó bả tỉnh tuồng nó ngay cũng đỡ. Về với ổng nhậu lắm hay cô Sáu? Ừ, thì ông thì cũng nhậu mà ông cho phục vụ cho bả nhậu, uống rượu về hai người hai chồng chơi luôn. Nghe nói không, mà ổng mà không mua rượu là bà khóc lắm hơn cô Sáu. Ừ bà là mua rượu ngon ngon bà không biết nha. Rượu ngon hả? Ừ, ở đợt đó ổng mà mua rượu đó rồi bà dục Giục rượu luôn. uống không ngon. Giục luôn hả? Trời ơi bà hay cái chuyện đó nữa chứ, Bà cái gì bà không biết, cười chị Hiền nữa. Là cô Sáu có nghe nói mà thường thường nghe cái tin là nó là con của bà Hiền không phải của cục, không có nghe người ta nói nhiều lắm, thì cô Sáu ở gần cái bên nè thì cô cũng Sáu. nghe nói như vậy, bây giờ Dạ. mình cũng không có biết làm sao, Dạ. thì cũng nghe nói như vậy thôi Dạ. đó, mình là cũng không biết đó. Rồi lúc đó thì ổng nó không phải con ổng, rồi bây giờ ổng nó con ổng mà mình đâu có biết Mà được. lần lần ổng nói với cô Sáu là không phải con ổng, hay là ổng nói với người ta rồi sao? Ổng thì ổng cũng nói phanh phanh như người ta nói lại gì đó. Gì hả? Ừ Ổng nên là không phải con ừ rồi ổng nói mới dẫn đây mà con cái nổi gì, rồi nói ổng cũng già rồi, không? rồi thôi bây giờ thì thay lại, thì bây giờ thì cá trong lợp thì cá mình đi, cái Dạ. mẹ nó đi.
mình nói dòng cho cũng như không. Một lần. Rồi bây giờ cũng nói ổng á, thôi đừng có nói quá đặt cái vụ. Mình nói không có con mình con người ta gì không biết. Rồi đặt cái vụ người ta đem xét nghiệm máu á. Không phải con mình đó. Không biết ông ra sao. Con có nghe là phía bên bên chị Hiền là nói người ta biết cái người cha đó luôn, người cha ruột của thằng con của chị Hiền, nhưng người ta không có nói mà không phải con của ông Cục. Thì bây giờ gia đình thằng đó nó cũng gia đình có vợ có con, và hôm nó cũng lên cái vô tiếng mà thằng cô không có bắt thiệt cái thằng kế bên nó nói chờ đó. Rồi nó bây giờ thì chị Tám ba nó cũng phải đúng. Bây giờ mình đã quá phá gia can, người ta cũng mang tội. Tại cái như bà Hiền này á, bà cũng giao thân cho thằng đó đó. Thì phải chịu đi. Bây giờ bà không nói gì sao. Bây giờ phá đằng kia cũng mang tội. Đó. Bây giờ cũng phải chịu đi. Đây đâu có vô tiếng bắt coi. Rồi thằng nhỏ thằng bển nó nói. Nó nói sao rồi, coi trong điện thoại không biết sao. Ở đây nói ổng làm quá, nó nói con này con nó này thì người ta tất nhiên người ta đi xét nghiệm máu rồi đó. Cái chuyện đó thì theo giờ sáu thì nó hơi kỳ lạ ha. Cái đó là mình xác lại là 9 tháng 10 ngày mới sanh. 9 tháng 10 ngày còn miễn mau thì nó cho nó 9 tháng mấy ngày. Rồi mới giáp năm làm sao. Sao mà giờ 4 tháng nhóc nó giờ cũng 4 tháng 5 tháng làm sao? Ôi, thằng nhóc bự rồi. Nó nói hôm đó là nó gần biết lặt rồi đó. Bây giờ nó lặt rồi. Ôi nó lớn rồi. Nó lặt thì cỡ 5 tháng hay sao? 5 6 tháng gì rồi. 5 tháng thì sống dưới bả thì cả tầm đúng 1 năm. Đúng 1 năm thì 5 tháng trừ ra là 5 tháng năm 10 năm 12 thì còn được có 7 tháng à. 7 tháng rồi sao được sau có con. Thì bởi vậy mới nói bây giờ mình cũng không biết nghĩ sao. Đó bây giờ thôi ông nói sao mình nghe vậy đi, bây giờ mình cũng biết sao. Bây giờ thôi con ai gì Tám nuôi được rồi. Đúng rồi, nhưng mà ổng thì mình nói ở đây cô cháu mình nghe thì nói chung thằng nhỏ đó nó cũng ra cũng vô phước nữa cô sao. Bởi vì cũng thấy tội cho nó đúng nữa rồi. Bây giờ nó ngay cũng nhờ tiền bạc gì mấy người tôi quay đó thì chị có ha. Tiền rồi giúp cho bả nuôi thằng nhỏ gì cũng được. Còn không có cái chuyện quay này ha, nó tiền đâu bả nuôi nhỏ đúng nổi rồi. Mình nói ra tự mình nuôi con mình biết đó. Đó. Rồi nó đau, nó ốm, nó này, nó nọ. Nó ngày hôm đó thằng con dì Tám nó ra ngoài này nè. Nó nói bà Sáu ơi, con bây giờ con có hai anh em thôi, có con với thằng em con. Bây giờ đi làm, rồi cha mẹ con đi làm, rồi bây giờ mẹ con về phải nuôi con của chị Hiền rồi. Rồi con cũng không biết làm sao. Bây giờ tôi nói thôi bây giờ nhỏ bây giờ mà tính sao. Nó nói thôi bây giờ con cũng không có cho. Bây giờ thấy con nhỏ thấy cưng quá à. Đó bây giờ để con nuôi, con đi mà mướn thuê nuôi nhiêu có nhiêu con nuôi về cho má con bả nuôi nhỏ đi, rồi hai anh em mằng với cha con đi mằng. Bây giờ biết sao bây giờ, nó nói thấy cưng quá à. Mấy cô nói thôi bây giờ thì nhắm mình nuôi được, coi chỗ nào về giàu mình cho. Rồi nó không được cho rồi cũng thấy tội, cho thấy tội nghiệp là thằng này anh trai. Nó nói thôi đi làm phước được làm luôn đi con ơi. Đó. Rồi nghiệp rồi tôi đi quay rồi ông nói gì đi về bên Sadec lấy ba cái tiền đó, rồi gặp Hàn Phúc rồi đó, rồi sao bám tới quay tới thì cũng đỡ có giờ tiền luôn ha sao. Mà nhưng mà thật sự là con cái đó là cô hồi lần nói cô Sáu là con đó là không phải của ổng không cô Sáu, thì ông đó ông nói như vậy. Ổng có nói với con là ổng nói con của ổng. Ổng nói bây giờ ai nói là không ai con ổng không cự đó. Bây giờ bấm thằng kia sợ bánh thôi mình đánh đi không. Ông quay người ta nói con này không phải con của ông phải không. Ông chơi. Ông nói bộ tôi khùng cùng tôi điên gì tôi không biết. Con tôi không lẽ là con tôi không biết.
cái người người ông anh Hoàng Anh á với cậu dì Tám á, với Dượng Tám á, là biết con của một người khác, không phải là con của ổng, nhưng mà anh Hoàng Anh nè với dì Tám đồ đó là không có nói, thì mình đâu có bắt được người ta. Bắt không được người ta mà bây giờ phá gia căn cũng tội. Là giờ cô Sáu cũng biết mà, nhưng mà cô Sáu không có dám nói đúng không? Giống mấy người kia cũng biết phanh phanh đó, nhưng sao Thì cũng nghe người ta nói khoanh khoanh vậy thôi mà biết đâu người đó luôn mà cô Sáu không có nói có, nha. mà người đó đâu có biết được ở chỗ mà đâu phải ngoài này mình biết, Ở trong đâu ở trong cứ nhà dì Tám đâu chỗ ở trong á. kia Cô đâu biết cái người đó đâu. ha. Thì thôi giờ sao sao thôi kệ, Trời ông anh nói nha. con ổng mình nói con ổng đi. Thì xét nghiệm ADN là sẽ biết. Có khi Hoàng Anh cũng nói mà, nhưng mà không mà nói đi nói lại thì cũng bên ở đây thì không có nói tốt xấu gì, mà cô Sáu nhận xét coi. Từ hồi những anh em quay hỏng với bà chị Hiền thì phía bên bên này được gì và bên kia được gì, mình nhận xét cái điều đó hả cô Sáu? Nói ngay vừa quay cũng có tiền các bà cho Đúng dì rồi. Tám thì nuôi nhỏ, bởi cô nói thì con cháu ai được quay cho ông số thôi ít thôi Đúng đó, ngay ông xài đắp đổi cho dì Tám cần nuôi em bé. Nói nghe con bé, em bé con biết đó, mười đau mốt đau dù con nít mà đó, cô cũng nói thẳng với ổng luôn, không phải nói gì riêng là tụi con, cô muốn nói thì nói hà. Nói bây giờ cậu á muốn á, cậu như vậy bây giờ cho anh ta quay thì quay, bây giờ nó mấy người nó cho tiền nhiều thôi, cho tiền ít thôi, cần cho dì Tám nuôi 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 thằng con mình ở chổng á, nuôi con cậu ở chổng á, còn đặt dù cậu với mợ thì bươi chải kiếm ăn đi. Ông nói chị nói thì phải đúng, con biết cái tính cô cái nào không nói, nói cái nào muốn nói thì nói, mình nói cái nào nói ngay cho nó đúng, mình nói gì đúng hay sai đó, còn ấy thì đâu có được. Nói Cô là nói đúng hả cô sao? cô thầy cô nói á, thì bây giờ mình lớn đặt thí dụ con lội sinh thì cũng có ăn hay là ý cũng dễ, còn đặt thí dụ nuôi em bé rồi sao con nghĩ thế nào, nói ngày nó khó khăn dữ lắm con ơi, không phải là không khó đâu, rồi quần áo tả bụng gì con nít bây giờ phải, con nít hồi xưa nó hồi xưa con thấy giờ đẻ mẹ nó dục cái gì bụng đó rồi, con nít bây giờ con thấy biết rồi đó. Cái cấp mà về đây mà bả với ổng mà có bầu với nhau đó là cô Sáu phát hiện là lần đầu tiên hả? Cháu cô Sáu hả? Nó thay nó này Mà ổng biết không cô Sáu? trời, bà ông nó bà mập Ổng nói hả? Đầu tiên rồi cô Sáu hỏi ổng nói sao? Bả mập hay gì? mấy thì bà mập thấy cái bụng no no rồi, thấy cái bụng no no bằng áo đi lên đó thì cái bụng nó đổi áo rồi, rồi hỏi làm mấy cô qua bển hỏi con lụa bên đây lụa lụa làm như bà có bầu mày nó sao con dòm mấy dài làm như thấy bá làm như cái đít bá hơi nở nữa mà thấy cái bụng bá hơi bự bự rồi đâu bữa nào bà có cho gì bá nghe bà dòm cổ bá coi rồi cho bá nó ra cho đồ rồi cô kêu ô khom xuống cho nó ấy đây nhón nhón làm sao thấy rồi cô dòm cổ nó nhảy phật 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 cổ này nó nhảy với nó nhảy rồi nó nói rồi Ủa có bầu mà dòm cổ mà nó nhảy là sao, biết có bầu sao? cái mạch trong cổ chỗ này Nhảy nè, nhiều lên là có bầu hả? nó nhảy dữ lắm. Trời sao? Thằng này hai đứa con nó biết vậy nó chơi, thằng đó thằng Thì đó không 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 là gì đó hả? nó nhảy dữ lắm chứ, nó nhảy cà phịch nó nhảy dữ lắm. Phịch Mấy mẹ nào giờ có bầu dòm cổ rồi biết rồi, thằng đó nè. Là biết có bầu ha. nó nhảy dữ lắm. Cũng ha, cũng biết kiếp được ha, có bầu ha. Đó vậy đó, rồi mới do ba thiệt thấy nhảy nó trời ơi đùa cho ba có bầu thiệt mày đó. Thôi bây giờ cái chuyện đó mình cũng bỏ cài con ai cũng được, bây giờ đặt thí dụ làm quá Tội ha, cũng sao? cũng tội cho ổng, mà bây giờ đặt thí dụ thằng bé đó con của ai cũng được cài nuôi đi, bây giờ nó phá đầu kia gia can người ta cũng thấy tội cho người ta nữa,
bà nào mà thấy chồng vậy nó không nhảy tới nóc nhà bộ này nọ thì cũng ấy thôi, bây Thì giờ không sao. theo mà đúng lực nhân quả cô sáu thì gieo quả nào thì gặp quả Gặp quả nấy, nấy đúng, rồi ngày nè. xưa trả báo thì lâu, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền hả cô sáu. Rồi bây giờ để cho thằng đó từ từ cho nó xét lại đó, tại sao mình như vậy, ở với mình còn mấy người cùng có con có cái, như đặt thí dụ vậy đó, như là nó có thực tình, nó có sự thật vậy đó, rồi căng cái nghiệp cái quả thằng đó nó gánh nó chịu, đâu phải kiếp này nó khỏe kiếp sau không biết nó sống ra sao đó. Bây giờ thôi kệ nó đi, bây giờ sợ ông đây ông nói nó là làm riết đi, rồi bên chỗ người ta đi xét nghiệm mà. Đúng rồi, xét nghiệm đâu ít đâu. Nhưng mà chắc có lẽ là thôi, mà theo cô Sáu nói cũng đúng thì đợi tự nhiên đi hay sao? Để tự nhiên người ta nó dễ sống dễ hơn. Thì là mấy ngày nay là ổng đi bỏ nhà không hả cô Sáu? Nào không có về. Dạ, chắc ông dặn ông ổ chắc ông nhớ bà nhiều quá. Nhưng mà Dạ chắc không về. thấy tình trạng này con có nghe phanh phanh đó là phía bên giường 8 với anh Hoàng Anh đó là chắc về rồi, chắc bỏ phòng chị Hiền, nhốt chị Hiền lại không cho qua lại với ổng, tại vì sợ theo ổng nhậu chứ không phải gì hết. Thì nó ngay ai cũng sợ ông, người bà nhậu rồi bà nhậu rồi bà có bệnh đó đó. Quậy ha. Bà quậy rồi bị ba cái đầu bà nó ngay không được tỉnh tù ngôn đó, rồi bấm cô nói rồi nó thôi cậu ơi bây giờ rủ vô bà về, cậu với bà còn có duyên có nợ với nhau thì bà sắp đi cậu, còn không có duyên nợ thì thôi không biết nói làm sao. Rồi mà như là đặt thí dụ bà thương cậu bà nhớ quá bà về với cậu, cậu đừng có là cho bà nhậu, đừng cho bà nhậu. Mua gì thì hồi sớm cô Sáu nói con đó, đó là không phải con của ông Cúc Tài, nghe ông nói hả cô Sáu? Thì nghe ông nói Nghe ông gì nói vậy vậy ha, thôi mình cũng không ấy không biết nữa. nước ha, nhưng mà ông nói với người ta là cô Sáu nghe là không phải con của ông. Ừ thì ông có nói gì đó rồi Ông sao nói á, với cô Sáu hay nói với ai? rồi bây giờ thì ông nói bây giờ con của ông. Hồi đó Hồi đó thì ông đã mới rước bả về đây làm sao có bầu, ông nói như vậy đó. ông mới về đây ha. Mới đây hà, mới dẫn đây sao có bầu, rồi bây giờ ông nói con của ổng Trước đó. thì nó không phải ha, Bây cũng giờ lu bu quá á, giờ. bây giờ cô nói thì thôi bây giờ con ai thì con, bây giờ ơi, đừng nói là con này con kia, con nói ngay sao cũng thấy tội nghiệp cho ổng. Cô bây giờ sợ gì đó con ơi, sợ con biết không, rồi đây đặt thí dụ quay về cái đã đời cái Tại gia đình mà nhất định ta gần nó bệnh mình và này nó cô ngay. Sáu thì cô Sáu gần đây, cô Sáu thì từ ngày ông về đây thì cô Kháo cũng biết gần ha. Thì không biết thì mình cái nào biết mình ấy, còn mình không biết mình đâu có ấy được. Nói như cái bên nó cũng đặt thí dụ cũng đi màng bụng, mình đâu có dịp chỉ tới chuyện ổng đâu hoài đâu con. Thì con xin kết thúc ở đây, thì hẹn cô chú và anh chị để cái video tiếp theo. Thì bữa nay cô Sáu chia sẻ là cô Sáu chia sẻ những cái gì cô Sáu biết, cô Sáu chia sẻ ha cô Sáu. Thì cô Sáu cũng lớn, cô Sáu gần nhà của ông U60, thì cô Sáu biết điều gì thì cô Sáu chia sẻ với Thanh Trúc miền Tây như vậy. Thì chúc cô chú và anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.